Phiền ai đó ghé đây mượn bờ vai mỗi ngày, lúc mấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời. Chuyện tôi muốn nói đây về những ngày đắng cay, những giấc mơ không thành, những giọt nước mắt long lanh. Chào em, mừng em đến với Tự Tình Lúc Không Giờ. Thời khắc quyết định người mà bạn gặp trong đời, trái tim quyết định người mà bạn muốn ở cạnh, và cách cư xử quyết định người sẽ bên bạn suốt đời. Chúc mừng chị Khải Như đã quay trở lại với Tự Tình. Vô. Chúc mừng. Cũng cho sơm vậy thôi, chứ ngoài mình ít nhậu cũng chết, mình là những người ngoan hiền mà. Đâu ai biết đây là Coca đâu hả Trinh? Thật có nhờ chị mới biết đó. Cảm ơn khán giả thì khán giả cho cơ hội quay trở lại chứ. Dạ đúng chứ rồi. Chứ mình cứ xuất hiện hoài nhưng mà khán giả không hiểu lý do. Thì Như sẽ nói luôn lý do là Như xin. Như viết rất nhiều thư và trong những lá thư này có thể là một lá thư nào đó của Như. Thì không, chị thề đi. Sao mấy cái này hay bắt thề quá hà, ta đang lấy lòng khán giả. Thôi em đọc thư em trở lại câu chuyện nhưng em mà, nhưng mà cái này là chắc chắn là thật nè. Các bạn khán giả bảo là muốn chị Mèo quay trở lại, tại vì lần trước chị Mèo kể quá thật. Tại vì đến với chương trình này á, người ta tâm sự với mình hết lòng thì mình phải kể lại với người ta hết dạ chứ. Chứ mình đâu có thể nào mà ngồi mà hái hoa bắt bướm rồi nói về câu chuyện người ta một cách thảo mai được. Mình phải nói thiệt. Đúng. Chứ nhưng mà có những lúc mà chị giận dữ thì chị phải thiệt là chị giận dữ. Không, chị có phải giờ giận dữ thôi Lưu Hà Trinh. Nhưng mà chị quạo đúng không? Chắc chị đá vô đầu đó, em đó. Đó, thấy chưa, chưa gì đã quạo rồi. Tất cả những vấn đề chung của hầu hết các bạn đó là các bạn đang bế tắc, các bạn đang mệt mỏi, các bạn không tìm được lối ra vì một người hoặc là một cái suy nghĩ. Nên em mong rằng là một người thường hay viết kịch bản nè, cũng diễn qua rất là nhiều vai, sẽ thấy được nhiều số phận với nhiều cái cách lối ứng xử khác nhau, là nhiều cách xử lý khác nhau. Dạ đó, vẫn quan trọng nhất là cách xử lý. Để xem. Để xem lá thư này ngắn thôi ạ. Hai chị Trinh, chị nghĩ sao về chuyện tìm người phù hợp của cô gái nghèo mà học thức? Nghèo mà học thức nha. Em sinh ra là cô gái ở miền quê nghèo, lên Sài Gòn năm 18 tuổi sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Gia đình em rất khó khăn. Em đi làm gửi tiền hàng tháng về cho ba mẹ vì họ không có khả năng lao động. Đến hôm nay em đã 26 tuổi và đang từng ngày trao đổi bản thân. À, trao dồi bản dồi. Thân. Mà chứ bạn biết trao đôi, à, không trao phải? Đôi hả? Bạn biết trao đôi. Ok. Đây, trao dồi bản thân, học tiếng Anh và học thêm nghề. Lúc này, sau bao năm gồng gánh thì em đã quá mệt mỏi. Em muốn lấy chồng, muốn có người chăm lo và chia sẻ với em. Em có hẹn hò với một anh cùng ngành, gia cảnh cũng như em, tạm gọi là môn đăng hộ đối, vì em rất tin vào câu nói mây tầng nào sẽ gặp gió tầng ấy. Với gia cảnh như em thì chưa bao giờ em mơ mộng lấy một người quá giàu sang để mà bị xem thường. Anh ấy rất yêu thương và quan tâm em, nhưng chỉ có là anh ấy không thực tế các vấn đề xã hội bên ngoài vì anh ấy không quan tâm. Em không thể nói chuyện kinh tế, chính trị, xã hội và các vấn đề đối nhân xử thế mà em quan tâm với anh ấy được. Càng ngày thì em không biết có nên trò chuyện về chủ đề gì với ảnh. Em đã nghĩ người đàn ông này không thể sống với mình lâu dài được nên chia tay. Một thời gian sau em hẹn hò với một anh giám đốc trẻ tuổi tài giỏi. Thật sự em rất ngưỡng mộ người này. Anh ấy trong lòng em là một người chồng lý tưởng. Em có thể nói bất cứ chuyện gì trên đời với anh. Nề nếp sinh hoạt, cách ăn mặc đi đứng, cư xử với mọi người đều là em rất tự hào, và em nghĩ nếu lấy được người này làm chồng thì em sẽ rất là hạnh phúc. Nhưng em đã quên bản thân mình đang đứng đâu. Anh ấy chỉ hẹn hò em vì thấy em hợp mắt, chứ chưa bao giờ có ý định đi đường dài với em. Sau đó tụi em cũng đường ai nấy đi. Em rất buồn và tự trách bản thân. Em không giận vì em biết hiện tại em không đủ khả năng để bước vào thế giới của anh. Giờ em tự hỏi lại bản thân, người như thế nào mới phù hợp với mình? Mình nên chọn yên phận hay chạy đi tìm kiếm người đúng cái gu của mình? Kết thư. Em tạm gọi đây là lá thư có vấn đề đập cánh giữa không trung, giống như phim hồi xưa anh Thanh Duy tham gia vậy đó. In the middle of nowhere, là không biết là mình đang nên đáp cánh hay nên bay lên hay là ở lưng chừng. Trên đời này có ba loại người hay nghĩ. Người thứ nhất là nghĩ quá nhiều. Người thứ hai là không biết mình đang nghĩ gì. Người thứ ba đó là
không nghĩ gì cả. Ừ. Ừ. Thì bạn này á, đó là không biết mình đang nghĩ gì á. Có nghĩa là ngay từ lúc đầu á, cái mối tình đầu tiên mà bạn chọn chia tay á, là chị thấy rất là hợp lý. Là tại vì yêu thì những ngày đầu nó sẽ vui vẻ, chúng ta sẽ nói về khung trời thơ mộng, chúng ta sẽ hay nói tới bãi biển, hòn núi. Nhưng mà đi một thời gian chúng ta sẽ còn nói về những cái vấn đề bất cập, cả những tranh cãi mà với một cái người mà chúng ta không thể đối thoại được, thì dừng lại là đúng. Bởi vì thật ra không có điểm chung, rõ ràng là không có cùng anten. Rõ ràng là như vậy. Nhưng đến với một cái người tiếp theo, bạn nói là không có môn đăng hộ đối, như không chấp nhận. Anh giám đốc đó, anh không chấp nhận cổ. Như nghĩ là tại vì anh không yêu cổ. Ừ. Đúng không? Tại vì nếu như mà yêu á, người ta sẽ tới á, chứ không phải là người ta chỉ muốn dừng lại. Có khi những thứ mà bạn thấy phù hợp, anh ta không thấy phù hợp. Đối với chị khi mà yêu á, thời gian đầu thích thì có thể là cảm giác, nhưng mà một thời gian nó phải lý trí rồi. Nó đã đến lúc phải lý trí và bạn biết mình muốn gì, cần gì. Anh ta thấy sau một thời gian tìm hiểu, wow, cô này cũng thấy, ôi, chân lý của mình đây rồi. Một anh giám đốc, một cái người đầy đủ vật chất và cả về tri thức rất là phù hợp với mình. Nhưng anh ta lại không cảm thấy như vậy. Tức là cái checklist của cổ thì được stick đầy hết là có tiền nè, có thể nói chuyện được nè, làm cho mình tự hào nè, gia đình khá giả nè. Nhưng mà cuối cùng thì đối chiếu lại ngược lại, cô này lại hợp mắt nè. Còn việc nói chuyện được hay không là do anh đánh giá, phải không chị? Đúng rồi. Đó nên là nó không được cái điểm tương đồng giữa cả hai thì không thể nào mà đến được với nhau. Vậy chung quy chị nghĩ rằng là do anh này không có đủ tình yêu với cô này nên không thể mà tiến đến một bước làm người yêu lâu dài hoặc là tới hôn nhân. Đúng. Chứ không phải là do duyên hết, hoặc là cả hai không hợp nhau, hoặc là do nhìn vô hoàn cảnh của cổ. Ngay cả bản thân cổ cũng nói là rất là hợp nhau rồi. Nhưng mà vấn đề chỗ là không đến được. Tại vì thật ra có rất là nhiều mối tình, người con gái có thể là không có khá giả mấy, nhưng mà anh chồng là một cái người thành công thì chuyện đó nó rất là bình thường. Ngay cả đổi lại ngược lại nữa, cả những cô gái rất là giàu sang, rất là thành công vẫn có thể chấp nhận những người đàn ông có thể là tay trắng, không có gì. Cái đó có, rõ ràng là có thể là nó hiếm nhưng có. Thì trong trường hợp này dừng lại thì rõ ràng là chưa đủ yêu. Em đồng ý với quan điểm này, vì có những cái câu nói là không ai muốn người mình yêu chịu khổ. Khổ ở đây là khổ tâm và cả khổ thân nữa. Nếu mà mình thấy người yêu mình nó không đủ ăn đủ mặc, bản thân mình giàu có hoặc dư giả, chắc chắn điều mình muốn sẽ là bảo bọc cho người đó rồi. Cô ta muốn những cái điều tốt nhất nhưng anh ta không dành cho cô ta những điều tốt nhất. Dạ. Vậy trong cái sự so sánh khập khiễng này á, cô ta đã thấy được vấn đề trước mình luôn. Cô ta bước vào thế giới của anh là không hợp, nên cô ấy quyết định là không có chấp niệm nữa. Thôi, người ta chia tay thì mình cũng lùi lại một bước. Nhưng cái điều quan trọng là khi lùi lại một bước đó, mình có nên ở đây và chờ một cái thế giới khác bước vào cao cấp để mà mình đổi đời hay không? Hay là mình vẫn ở lại với cái giai cấp của mình, với tầng lớp của mình mà không giống với những gì mình mong đợi lắm? Ý bạn nói, ấy là nên lùi hay nên tiến? Nói tới đây cái tự nhiên cái chị cảm thấy bạn này đáng thương. Bạn không có tìm được lý do cho bản thân mình. Bạn ít ra sao 26 tuổi phải nghĩ tới hôn nhân nhiều như vậy? Tại sao vậy? Tại sao mà không nghĩ đến bản thân mình, trang bị cho mình trở thành một nữ hoàng đi? Không lẽ mãi là công chúa sao? 20 mấy, 26 tuổi mà mình chưa hài lòng về bản thân, về cuộc sống của mình, thì mình chưa hẳn là thành công đâu. Mình thành công ở mức độ nào? Ở mức độ đó là không còn ước mơ là mình sẽ làm một cái gì đó khủng khiếp nữa. Mình cứ cố gắng và mình tin điều đó đến, thì đó mới là một người thành công. Còn nếu như mà vẫn ngồi một chỗ và không biết làm gì, vẫn loay hoay với những ước mơ của mình đó, thì 26 tuổi vẫn còn quá trẻ để bạn cố gắng để mà làm cái gì đó. Tự nhiên bạn ngồi một chỗ và suy nghĩ là nên an phận hay là nên lại quyết tâm để lấy chồng giàu hả? Hay sao? Không được. Bạn quyết tâm làm giàu đi, Trinh hay cả mèo gì, đi ra đường gặp thấy một cái người phụ nữ quyền lực, họ tự chủ, nó có sức hút vô cùng. Chứ không phải là một cái người con gái bình thường và có một cái ước mơ lớn là lấy được chồng giàu hay một người chồng phù hợp, đó mới là người phụ nữ to lớn vĩ đại. Vậy là phụ nữ hơn nhau không phải ở tấm chồng mà là ở tấm lòng. Thật ra phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng đó chứ. Mãi mãi là như vậy thôi. Tấm chồng, tại sao người ta không nói là một người chồng mà là một tấm chồng để mình có thể nương tựa. Nhưng bản thân mình, nếu như mình cảm thấy bế tắc khi mà mình gặp một ai đó mình cũng khó mà hài lòng, hay là mình gặp một cái người hài lòng thì người đó không phù hợp, thì mình hãy tự nâng cấp bản thân mình, cho mình một cái cơ hội để mình ở đâu, mình vị trí ở đâu. Đó không phải là điều tự ti mà là sự phấn đấu. Phấn đấu lên cái đã. Khi mà bạn thực sự phấn đấu, khi mà bạn đã làm hết công sức của mình,
Và khi bạn đã thật sự chiến đấu với cuộc sống của mình, tự nhiên cái người phù hợp nhất họ sẽ xuất hiện. Dạ. Mình không có tìm đâu. Tìm ở đâu? Tìm ở hẹn hò bốn phương hả? Hay là tìm ở môi trường làm việc? Hay là tìm ở đâu một cái quán rượu hay là cái gì? Không. Đừng tìm ở những chỗ đó. Chỗ đó nó không có dành cho tâm hồn. Đối với cô gái này là một cái cô gái mà cô rất muốn là bạn trai mình đồng hành trên tất cả mọi thứ. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời ở cô gái. Bởi vì không phải người gái nào cũng muốn bạn trai mình đồng hành cái kiểu đó. Chỉ muốn là yêu thôi. Em chẳng muốn anh nói gì nhiều về xã hội an sinh gì đâu. Em rất là ấn tượng với cái câu đầu tiên. Chị nghĩ sao về việc tìm người phù hợp của cô gái nghèo mà học thức? Có nghĩa là bạn xác định luôn không gian, thời gian và cái bối cảnh của câu chuyện luôn. Tôi đang ở trong một cái gia cảnh nghèo, nhưng tôi biết tôi là ai. Tôi là người có cái khát vọng, có cái tầm nhìn. Tôi thấy được tương lai của tôi sẽ đổi đời. Nhưng mà không phải là em tham hoặc là em muốn là chia sẻ phần nào tri thức của bạn hoặc cướp đoạt tri thức của bạn. Nhưng em tin rằng là nếu như mà mình chơi với chị Mèo, mình sẽ diễn bớt đơ hơn. Mình sẽ biết nhảy một chút, mình sẽ biết. Chị Mèo sẽ dẫn mình giới thiệu với các bạn lên sân khấu, thì mình sẽ học được là cái cách diễn xuất hoặc là cách làm sao để chúng ta điều khiển cơ mặt. Vậy cái đó không phải là người ta là cái người la liếm, hay là cái người mà người ta muốn tận dụng triệt để những cái nguồn tài nguyên của cái người đối diện. Mà biết đâu trong thâm tâm của cô gái này, cổ nhắc đến cái chữ học thức nhiều hơn là của cải nha. Em nghĩ sự đổi đời ở đây là đổi cái đầu á, là cổ sẽ thấy được những cái tầng lớp mới, những cái con người mới, mà nơi cái tầng lớp đó đó cổ không có điều kiện. Cái tầng lớp của cổ đang giao tiếp không có đủ cái nền tảng để có thể chạm tới. Thì chị có nghĩ đây là một cái nhu cầu rất chính đáng không? Nếu như mà cổ chỉ muốn gặp một người tri thức giống cổ thì cổ không bao giờ nhắc về chuyện cổ nghèo. Bản chất cái từ đổi đời nó không dành cho tri thức. Đổi đời là sang trang, đổi đời là đổi cuộc sống, đời là đời sống, đời là thực. Cái của cô ấy muốn đó là đổi đời về cuộc sống. Còn nếu như mà, như em phân tích, nếu như thật sự cô ấy muốn gặp một cái người mà tri thức giống cổ, đơn giản mà. Nó đâu có khó đâu. Vào câu lạc bộ, những người yêu thích sách hoặc những người yêu thích nghệ thuật, mình vẫn có thể tìm được những người cùng cái đúng. Topic với mình, đúng không? Ngay từ lúc đầu cổ đã khẳng định là em là một cô gái nghèo và có tri thức, em muốn đổi đời. Có nghĩa là cổ không bằng lòng với những thứ tri thức cổ có và cuộc sống nghèo. Thật ra cũng có rất là nhiều người may mắn là tìm được một cái người đàn ông mà thương mình và họ giúp mình đổi đời đó chứ. Có chứ. Và bằng tình yêu thật sự luôn, chứ không phải là chỉ đơn giản là vật chất. Có nhiều tình yêu như vậy. Nhưng nếu như mà cứ mãi đi tìm thì sao mà tìm ra? Mình càng chờ đợi một cái gì đó thì nó sẽ không tới. Dạ. Bạn gái ơi, có lẽ là bạn sẽ rất là buồn, bởi vì khi mà bạn viết lá thư là lúc bạn 26 tuổi, bây giờ có thể là 28. Mình cũng không có, khi là bạn viết cái lá thư này xong bạn đã thay đổi suy nghĩ rồi, hoặc là bạn đang yêu rồi. Dạ. Và chúng tôi mong là tới thời điểm này thì bạn đã có cho mình một vài những cái bằng chứng khác để chứng minh rằng là tri thức mà bạn đã tích góp mỗi ngày nó đã biến ra tiền bạc. Vậy cái quyền mệt mỏi và mau chóng tìm được cái người để mà chia sẻ gánh nặng này là cái quyền đích đáng, với mình gánh nặng quá thì nhờ ai đó gánh phụ đó. Nhưng mà nó biến thành một cái ám ảnh về việc là phải tìm được một cái người giàu. Rất thông cảm cho bạn luôn á. Tại vì thật ra bạn quá khó khăn, giống như người ta trông chờ vào một tờ vé số gì đó. Tại vì đôi khi người ta khó khăn, người ta cố gắng mọi thứ luôn, nhưng mà cuộc đời nó không có cho người ta một cái cơ hội để mà đổi đời. Bạn giỏi hơn rất nhiều người khác, đó là cái sự tri thức. Cái điều đó là một điều rất đáng tự tin của một cô gái nha. Chị rất là ngưỡng mộ những cô gái mà có tri thức, có học thức. Không nói về hoàn cảnh gia đình như thế nào, nhưng mà tự nhiên có tri thức tự nhiên thấy người nó sang hẳn. Có một cái câu mà cứ mỗi lần mà thất bại á, là chị sẽ nghĩ tới, đó là cố gắng rất nhiều nhưng mà chưa đúng cách. Chọn lựa rất nhiều nhưng mà chọn lựa sai. Vậy mình có cần phải nhờ người khác chọn giùm không? Không. Bản thân bạn chọn còn không ra, người khác sao hiểu bạn bằng chính bạn. Em hỏi thật nha, chị đã bao giờ là một cô gái trắng tay chưa? Trắng tay hả? Có chứ. Lúc chị mới lên thành phố đó. Chị có gì đâu. Không có gì hết. Chị có cái gì đâu. Chị ở trong một căn nhà trọ. Và cái căn nhà đó là một cái phòng, và người ta ngăn bằng vách nứa chứ không phải là bằng vách tường đâu. Và chị ở trong đó với giá 700 ngàn một tháng, thì em nghĩ cái phòng trọ đó bao nhiêu tiền và nó như thế nào. Vậy trong cái giai đoạn đó chị đẹp chưa? Giai đoạn đó chị bình thường. Nhưng chị rất tự tin. Chị tự tin là như thế này. Không phải là tự tin mình đẹp nha. Mà tự tin phải làm cái gì đó cho bản thân mình, chứ chị không nghĩ đến chuyện yêu nhiều. Vậy lúc đó chị có nghĩ là sẽ dựa dẫm vào một ai đó để mình nhanh lên hơn không? Không, không thể. Tại vì bản thân mình là một con ngựa chứng. Mình là con ngựa
bất kham, mình muốn nhiều lắm, mình học được nhiều thứ nên mình hiểu biết nhiều thứ. Bạn này là đang trong trường hợp đó giống mèo á, đó là bạn biết được nhiều thứ, bạn có tri thức nên thành ra tất cả mọi thứ những người đàn ông bình thường bạn sẽ không bao giờ thích. Thì nếu như bạn muốn phù hợp với những người thành công, bạn phải tạo cho bạn sự tự tin và bạn phải trở thành một người thành công. Dạ. Và em nghĩ cái sự tự tin của chị Khả Như là sự tự tin đã có một cái bề dày rèn luyện từ trước khi chị bước lên thành phố. Nó vẫn luôn ở đó trong những cái vở kịch chị diễn từ cấp 2 đến cấp 3, là chị biết chị sẽ phù hợp ở trên sân khấu vì cái nỗ lực đó tuy nó không có trưng trổ ra bên ngoài như là cái điều kiện gia đình, nhưng mà là nỗ lực ở bên trong. Vậy nếu như mà bạn chỉ hòm hòm miêu tả là tri thức thì mình dựa vào đâu để biết được là mình có cái nỗ lực để tự tin đấy ạ? Bản thân tri thức đó là một nỗ lực. Bản thân tri thức là một tài năng. Bạn chỉ cần đặt mình vào đúng cái vị trí, biết mình muốn gì, biết mình giỏi nhất cái gì và biết lý do vì sao, gọi tên được lý do vì sao mình xuất hiện trên trái đất. Không cần quá vĩ đại đâu, bạn chỉ cần biết thật sự bạn muốn cái gì thôi. Và tìm đúng cái vị trí, không gian, thời gian. Bạn hoàn toàn có thể muốn cái điều đó, là mình muốn một cái người thành công, mình muốn một cái người giỏi giang. Vậy thì hãy chuẩn bị cho mình một cái gọi là, ông bà nói là môn đăng hộ đối đi, chuẩn bị cho mình một cái gọi là xứng tầm. Dạ. Bạn không cần phải làm giám đốc, nhưng bạn phải làm người ta nể. Bạn phải làm cho bản thân của mình tự nể phục. Thì biết đâu quay lại anh giám đốc đó, bạn cảm thấy anh đó không xứng với bạn nữa. Anh này chỉ mới là phó giám đốc thôi. Tôi nghĩ là bạn xứng đáng với có thể là chủ tịch hội đồng quản trị luôn. Đúng rồi. Với điều kiện bạn phải là phu nhân. Mà là một phu nhân thì không thể được người ta gán vào cái danh xưng thông thường, mà bản chất người đó phải hành xử như một phu nhân. Phải có cái đầu của một phu nhân, phải có ánh nhìn, phải có dáng đi, phải có cái cách ứng xử, giao tiếp, cách ăn nói, rồi cả cái những cái tri thức mà vị phu nhân đó tích góp và những cái đóng góp cụ thể cho người chồng của mình. Và một phu nhân không thể nào mà dựa dẫm mãi vào người khác. Một cái cây tầm gửi rất khác so với một cây đại thụ. Nên là khi mà bạn viết những dòng này rất là mạch lạc, chúng tôi tin bạn là người có chính kiến, biết mình muốn gì và rất là quyết liệt, có tham vọng. Và Trinh rất thích tham vọng, bởi vì nhiều người bảo tham vọng là tham lam, nhưng em không. Nếu mà Khả Như không có tham vọng lấy giải Mai Vàng thì bạn ấy sẽ không cố gắng mỗi ngày cực lực cho từng vai diễn nhỏ cho đến vai diễn lớn, đúng không? Không có tham vọng thì không bao giờ có được những cái điều mà thật sự mình mơ ước. Nếu như bạn chỉ có mơ ước mà không có tham vọng, mà không có làm được đâu. Tham vọng nó giúp cho mình cố gắng để làm được bằng cách này hay cách khác. Tuy nhiên theo chiều hướng tốt nhất thì chúng ta sẽ ít có hệ lụy về sau. Dạ. Và nếu như mà cái điều mà bạn khao khát, điều mà bạn đang tham vọng, nó không có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình người khác, nó không có làm tổn hại đến giá trị bản thân bạn, thể xác của bạn, nó không có làm tổn hại đến cộng đồng, nó không làm tổn hại đến thiên nhiên môi trường, thì mình nghĩ rằng là nó hoàn toàn là một tham vọng cần thiết được nâng đỡ. Đúng. Và cần được gieo trồng tưới tẩm. Thậm chí bạn phải bị ám ảnh bởi nó, bạn mơ ước về nó, một ngày tôi sẽ tỏa sáng. Một cái điều chị rất thích ở bạn này đó là bạn biết bản thân mình cần cái gì nhất. Có nghĩa là có thể là bạn chưa đủ để mà cần cái điều đó, nhưng bạn có cái điều đó, chứ bạn không phải là một cô gái an phận. Ví dụ em bảo là trời, chị Mèo giàu quá, chị Mèo chỉ em cách nào được giàu giống chị đi để cho em bớt nghèo, thì cái cảm xúc của chị khi nghe câu đó, chị có khinh em không hay không? Là chị có nghĩ gì? Đủ tình cảm chị sẽ không bao giờ cảm thấy khinh, mà chị cảm thấy là ví dụ như chị giàu thật nha, thì chị sẽ nói hết tất cả những thứ mà chị biết, bởi vì chị muốn bạn của mình cũng sẽ như vậy. Tại vì khi bạn mình giàu, bạn mình cũng đâu có lấy tiền của mình đâu, đúng không? Đúng rồi. Nó bớt mượn tiền mình nữa. Đó, thì bởi vậy nên là em nghĩ rằng là cái nguồn năng lượng, nhất là tri thức, là vô biên, họ có thể chia sẻ. Nhưng vấn đề là có thể họ đã cảm nhận được, nếu như người bạn của mình đó, không đến từ ý chí cầu thị, mà đến từ những cái ý chí hút cạn năng lượng, thì họ sẽ bắt đầu gượm lại. Vậy thì quay trở lại câu chuyện là tại sao cái người đàn ông đó không đến với bạn nữa, mà dừng lại chỉ tìm hiểu thôi. Có thể là người đàn ông đó cũng cảm nhận giống như Mèo với Trinh ngồi đây. Hãy mang lại cho họ cái cảm giác ấm áp, muốn win-win, cùng nhau cố gắng, cùng nhau chân nỗ lực. Chân thành cái đó. Dạ. Nhìn thế nào là chân thành? Chân thành hả? Cái khái niệm chân thành nó hơi mệt ha. Chân thành trong một giây phút nào đó thôi, qua bữa sau nó không chân thành nữa. Tôi tự nhiên giờ em vô em nói chị Mèo ơi, giờ em nghèo quá, chị chơi với em đi, thì em chỉ thấy em chân thành hay là em vô duyên? Em vô lý á, em vô tri á, chứ không phải là vô duyên. Tại vì tự nhiên cái em nghèo quá em chơi, đó không phải là một cái câu để mà mình gọi là để bắt đầu mối quan hệ. Mà em nói khéo hơn nha. Em rất là vui được chơi với chị. Tuy gia đình của em không có khá giả lắm, nhưng mà chị chơi với em nha. Chị sẽ
gọi tên đó là nhảm nhí. Vậy chị nói giờ nói bởi vì sao? Chị chơi, chị không có chơi với gia đình của em. Những cái người lớn hơn á, họ sẽ có một cái bề dày về giao tiếp giỏi hơn mình rất là nhiều. Và mình giống như những con nai vậy đó, mình nói chuyện với người ta mình mới hả họng ra, người ta biết mình muốn gì rồi. Nên thành ra cái gì mà mention, ví dụ như em đụng tới kinh tế ngay từ lúc đầu, nghe ta nói bạn bè, em đụng tới kinh tế ngay từ lúc đầu thì người ta đã cảm thấy được cái sự không bình thường. Ngay bạn không nghĩ, đầu không nghĩ, miệng không bao giờ thốt ra. Vậy thì em sẽ nói là trời, chị mèo dễ thương quá, chị chỉ em mấy cái điều mà thú vị đi được không? Đó, chị đồng ý. Có thể là cái điều đó chỉ là một cái câu để em xã giao thôi, nhưng mà chị cảm thấy ok bởi vì bạn có thấy điều đó thiệt. Còn câu này em rất là thích mà người Nhật hay mở miệng ra là xin chào, tôi là Trinh, có gì bạn hãy chỉ giáo cho tôi nhé, tôi còn yếu kém lắm. Thì em thấy cái câu đó dễ chịu hơn. Và câu đó chị vẫn hay sử dụng. Ngay cả bây giờ đi làm luôn mà gặp anh chị lớn á, là chị vẫn sẽ gặp và nói là dạ có gì chỉ em nha, có gì nhắc em nha. Nó rất là dễ thương và dễ gần. Và nếu như mà mình thật sự phù hợp với người đó thì người ta sẽ kết giao với mình và người ta sẽ thân hơn với mình. Còn nếu như mà không phù hợp thì người ta sẽ tìm cách người ta trách thôi. Dạ, từ tình bạn cho tới những cái mối quan hệ đồng nghiệp hay là cho đến tình yêu, Trinh nghĩ nó cũng là một cái sợi dây mối quan hệ thôi. Và để tưới tẩm nó ngay từ đầu thì mình đừng nên đặt điều kiện vật chất á. Ngay từ đầu được đề cập sẽ làm cho họ cảm thấy rất nhạy cảm. Nên chủ nhân của lá thư, bạn không sai gì hết trong việc giữ tham vọng của mình và mơ ước trở thành một phiên bản tốt hơn, một cái tôi lý tưởng. Chỉ là bạn đi hơi nhanh và bạn đã đánh giá hơi thấp bản thân mình, là chỉ có thể quanh quẩn trong cái ao làng thôi. Bạn vẫn hoàn toàn có thể nhờ một cặp mắt của người khác để nhìn thấy ở biển cả có gì. Chúng ta không nhất thiết phải ở trong ngôi nhà của người đó mới biết được thế giới có gì. Chúng ta có thể thấy nó qua những quyển sách. Chúng ta vẫn có thể tìm được những người để trò chuyện mà không cần phải gặp trực tiếp mà. Chúng ta có thể thấy nó qua cách người ta sống luôn. Có nhiều người giàu nhưng mà họ không làm cho mình cảm thấy là thoải mái. Nhưng có những người họ không đủ giàu nhưng họ làm cho cuộc sống của mình trở nên biển cả. Chị đang nói về tình thương à? Chị đang nói về những người mà có cái tâm hồn bao la, họ thoải mái, họ bình yên. Thì mình đang chật vật về vật chất nha, nhưng mà mình ở cạnh những người đó mình cảm thấy rồi, khó khăn này nó cũng sẽ qua thôi. Dạ. Vậy có những thứ tài sản được gọi là tiền bạc, đất đai, địa vị. Nhưng mà có những thứ tài sản á, nó thuộc về tinh thần. Chỉ mong bạn hiểu là bạn có thể có cả hai thứ đó. Đúng. Tài sản tinh thần, bạn tự trau dồi được. Tài sản vật chất sẽ đến sau khi bạn có hết tất cả những sức mạnh về nội lực và tinh thần. Thì tiền bạc sẽ tự nhiên tìm cách để phục vụ cho bạn. Cô gái này đừng quá bi quan nha, mới có 26, 27 tuổi thôi. Trời ơi, còn sớm chán em ơi. Đi chơi đi. Cố gắng công việc của mình vô. Đến năm mình 27, 28 tuổi mình sẽ làm chủ một cái gì đó, tự nhiên mình sẽ khác. Đừng có mơ đổi đời nữa, nó sẽ dễ biến thành đổi chát lắm. Hay quá. Và mong rằng hôm nay cuộc gặp gỡ này, vì nó rất là dễ thương và ấm áp chân tình, họ bạn không có giận những gì mình nói mà lỡ lời nha. Chị nghĩ là quý vị khán giả mà khi mà xem chương trình này sẽ nhận ra đó là khi mà ngồi ở ngoài mình nói dễ lắm. Nhưng mà hãy công nhận đây là một cái góc nhìn thôi. Thì mọi người sẽ cảm thấy đơn giản hơn một chút xíu. Mình cần có nhiều góc nhìn nếu như mà cuộc sống của mình bế tắc. Ở đây thì mình sẽ có một món quà nho nhỏ. Chị thích là màu xanh, màu vàng hay màu đỏ ạ? Chị thích màu xanh. Màu xanh là màu của cỏ. Và đây là grass pillow. Dựa theo quyển sách nổi tiếng Gối đầu lên cỏ. Thì em mong rằng là cuộc sống của chị sẽ có những lúc mà mình tất bật. Đôi khi nó xô bồ, đôi khi là nó ồn ào, đôi khi nó náo nhiệt, đôi khi cũng quá trầm ổn và lắng động. Nhưng mà nó sẽ yên mình, giống như cái cảm giác mình gối đầu lên thảm cỏ xanh. Hợp lý quá trời. Đây, mở ra sẽ thấy. Yeah. Cái mùi là mùi cỏ nha. Wow, xịn quá. Giấu chai nước hoa, giấu trong một quyển sách. Trời thôi, chưa, ơi, thôi, chưa. Quá đẹp luôn. Chứ nãy giờ tưởng là tặng sách hả? Người ta tặng nước hoa, hoa mùi cỏ. Ở nhà của mèo toàn sách của Trinh thôi. Em muốn hỏi câu mẹo sợ vô duyên là chị đọc trang nào chưa? Trời ơi, khùng quá à. Đọc chứ, đọc để biết con em mình nó nghĩ gì chứ. Mà cuối cùng quyết định thấy là thôi đừng đọc, tại nó nghĩ nhiều quá, mình không hiểu gì. Ủa, vậy là em là cái dạng mà nghĩ quá trời nghĩ hả? Nghĩ quá trời nghĩ luôn á. Đó, thật ra em không có nghĩ gì đâu, viết hết vô rồi, giống như tờ giấy trắng ở trên đây vậy đó. Thì đó, nhưng mà đó là hay mà. Hy vọng chị sẽ thích gói đầu lên cỏ. Chị rất thích. Vậy chị tặng lại cho em quà đi. Không có quà gì để tặng. Giọng ca ngọt ngào của chị. Ok, và ngay bây giờ. Và ngay bây giờ. Qua kiều ngủ sớm nghe. Bây giờ mình sẽ tặng cho Trinh và cả bạn ấy. Nếu như mà bạn đang bỏ qua hết tất cả mọi thứ, bạn đang tổn thương, bạn đang buồn vì chuyện tình cảm của mình không như ý, một bài hát nhẹ nhàng dễ thương. Mời bạn lắng nghe nha.
Trang giấy trắng nhật ký anh lưu sao đầy những thói quen em mỗi ngày, hay hơn ghen dân dối chèn lối đi trên đường về. Khi em rước say anh ngồi đây ghi điều anh xa nhất, lạc mất em nơi đông người, quen nắm tay em mẫn rồi ghi điều em thắc mắc, câu hỏi yêu em thế nào. Anh yêu ít thôi nhưng dài lâu, ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều người hãy đưa đón, đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hãy để yêu thói quen nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thần nhiều, vì anh đã hứa, hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hỡi, mới biết lúc xa nhau chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thần màu. Không ai giúp cột dây dày thì mình cúi xuống này, hoặc mình đổi sang kiểu gắn sẵn dây khóa kéo. Có những đứa bé luôn ngoan không phải vì muốn được người ta cho kẹo, mà do sẵn trong đầu không có khái niệm hư. Có những người không chọn nhắn tin Facebook mà lại muốn viết thư, vì họ biết mất nhiều thời gian để tạo ra thứ gì, thứ đó càng quý giá. Có những thứ trên đời thực ra đơn giản quá, nên bị hiểu lầm là phức tạp luôn luôn. Ví dụ như là khoảnh khắc trước hứa suông, ai cũng nghĩ sẽ bảo vệ được lời mình như thế thật. Siết lại dây dày thì tự nhiên thấy chật, thả lỏng quá nhiều lại vướng vấp tay chân. Tự mình cột dây ở khoảng cách thật gần vẫn là kiểu thắt dây ta tin nhất. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều người hãy đưa đón, đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hỡi, để yêu thói quen nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều, vì anh đã hứa, mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hỡi, mới biết lúc xa nhau chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thần màu.